Thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy? Thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dương Lan Ngọc à? Xin giống à, mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn mình nó thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Nên nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Xin mời bạn nữ. Wow, dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Trời, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn, 20 à. 20 tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ, em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin nè, sôi nổi nè, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút chút. Rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút chút. Ừ, cái gì cũng biết chút chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa gì đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính. Dạ không, tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có 2 mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi. Vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê, nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á, có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi, cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng mười mấy 20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao, còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi, đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Đó, trời hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thiệt luôn á. Trời, đàn trai ngon lành à. Bên đây đẹp gái cũng hết. Dạ. Cha, ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Có đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời. Trời, sinh một cặp rồi, chết rồi, thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cháu vàng 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 chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Con người bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không?
Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. À, dạ. Dạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước, đâu không phải tính toán trước một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Không? Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số á, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích chứng thành. Hai cái nó xa quá vậy? Xa quá xa. Tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Dạ, để coi coi, coi có miếng gì không? Này Trấn Nước, Trấn Nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Dạ. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính đó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không? Con sao con? Dạ không ạ, con có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. À, thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình á, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Ý, sao vậy mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt luôn trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây sao nè? Bà mối bà rung quá hay sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Chứ bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Không được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm, mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi kiếm người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương. Thấy thì cũng hiền. Nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài. Cứ dạ, tìm hiểu rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước ha, điện nước ha. Là thấy là có ý chí và có nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Dân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nên quyết định đăng ký và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền, nói chung là cũng ít nói, khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp, chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi, chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Đúng rồi. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn, thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Đây. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ với cậu với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long.
Cô thấy cái bạn này như thế cũng được, do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cứ luôn. Trời ơi, đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi nên yên tâm rồi. Cũng rất là ngại ha, thằng gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo rào. Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Em xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó. Có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh có món quà không tặng? Em cũng có món quà tặng anh ạ. À. Em cảm ơn ạ. Hai đứa đứng sát sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á. Thiệt tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở hiền gặp lành đó Long. Dạ. Cầu được ước thấy. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm. Em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. À. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. Chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. Anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ em cũng có bốn câu thơ về quan điểm tình yêu của em, đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi. Mình nên thật lòng với nhau ngay từ những lần đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng lên, đứng dạ. Đứng con cho có cục hơi, đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hả? Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi. Vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa cho luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Tiếp tục, Vân ơi, ngồi vô. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen ạ. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Dạ chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng không? Thích trai gái gì rồi nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con?
Em nghĩ là hai đứa là đủ. Em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì nó mờ hết trơn. Nó nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà. Nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn tách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không? Hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ, nghĩa là làm rể đó, gì ở rể con chịu. Dạ, dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được. Tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở gửi là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó, nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn đúng trai rồi đi. Con dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay xuống bấm Vân. Bây giờ để 1 2 3 hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3 2 1 bấm. Trời ơi, thật sự mà nói thì Quỳ Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi, gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng rồi. Hôm nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trộn nắm tay không hề. Nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không bầm, rời luôn. Nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nhé. Rồi mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bạn nam làm cho nó sơm tụ nào, giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và tất cả quý vị ở đây. Tôi tên là Võ Hoàng Vũ Huy. Năm nay tôi 24 tuổi, quê tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Làm nghề gì? Dạ em làm về kỹ thuật máy tính. Mời bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Cương. Sở thích của em là soi gương, cũng hay yêu đơn phương. Dạ năm nay em 23 tuổi, em là sinh viên mới ra trường. Bạn bè nói em cũng dễ thương, còn thầy bói nói em tên Kim Cương mà mang họ Tô nữa, là Tô Kim Cương, nên anh nào yêu em chắc chắn sẽ rất sung sướng. Quá ấn tượng, quá xuất sắc. Em quê ở đâu? Dạ em ở Sóc Trăng. Lên đây bao lâu rồi? Dạ 5 năm. Rồi bạn sẽ đi tìm một người yêu thế nào? Dạ em cần một người có bản lĩnh, với lại có đôi mắt đẹp. Chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn mũi miệng xấu hết. Dạ thì cũng hài hòa với khuôn mặt đó chị. Dễ thương, duyên dáng, ấn tượng. Sao ế? Em có yêu đơn phương một người hồi năm lớp 11, 6 năm. Yêu đơn phương 6 năm? Dạ. Cái người đó biết không? Dạ biết. Có yêu lại em không? Mà yêu 6 năm. Trời gì dai dữ vậy, một năm mà không được thì mình đi tìm mối khác chứ em. Một phần là môi trường học của em là trường văn hóa. Con gái rất là nhiều, con trai ít. Em thấy sao em trai? Em thấy thú vị. Thú vị hả? Bạn gái đó đặc biệt. Bạn ấy đang đi tìm một cái người có đôi mắt đẹp. Còn mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình á, cao khoảng 1m6, dáng người cân đối là được rồi. Tính tình thì lễ phép với mọi người, biết cư xử rồi, đừng có bảo thủ quan điểm cá nhân quá. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình chính thức. Còn những mối tình lẻ tẻ thì khoảng nhiều không? Cỡ 7-8. Hả?
Bà Minh Tiên có một mối tình rất là lâu, 6 năm và đơn phương đó. Có lẽ bạn về kinh nghiệm tình trường hay hơn đúng không? Vậy thì bạn còn cái gì mà chưa hoàn thiện đối với tình yêu? Còn cái là hay vô tâm. Hay vô tâm đó, cái này rất là vô quan tâm là không được rồi. Phụ nữ người ta thích người bạn trai phải là quan tâm chăm sóc với người ta, chứ em vô tâm là thua rồi. Vậy em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào? Một người có lý tưởng sống nè, có công việc ổn định. Em ghét nhất là lăng nhăng với lại gia trưởng. Không thích lăng nhăng với gia trưởng. Bạn trai có lăng nhăng với gia trưởng không? Không hề chị. Chào em. Bây giờ anh hỏi nè, một người đàn ông chăm sóc cho em rất là kỹ, yêu em rất là nhiều, chiều em rất là tốt, nhưng đôi mắt xấu quắc thì sao? Xấu quắc là sao? Nó xấu mà còn quắc luôn thì sao? Thì cái đó có thể xem nha, anh ấy có đối tốt với em không thì bỏ qua cái chi tiết đôi mắt đi. Giờ thí dụ như không có đôi mắt thì em cần yếu tố gì nữa? Bạn đó có thể thích thể thao với em cũng được. Ồ, đơn giản. Bạn thích thể thao không? Anh thích đá banh lắm em. Anh đá banh còn lâu. Thế nào vậy? À, Real Madrid. À, đối thủ rồi. Rồi. Em là fan hùng xám anh, Bayern Munich. Anh là đội tuyển Việt Nam. Sở thích của em là gì? Sở thích của em là chơi thể thao, viết nhật ký. Viết nhật ký? Viết được mấy cuốn rồi? 5 cuốn. Viết gì trọng? Ôi, nhật ký sao nói chị? Nói chứ, hồi đó chị cũng hay viết nhật ký lắm. Nhưng chị viết nhật ký có mục đích không à? Chị viết cho ai làm bộ chị để cho người ta coi. Đúng không? Mắt đẹp. Mắt đẹp mà gì cũng xấu hết trơn. Xin lỗi, đàn trai cao sang lắm à. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Lè lè. Sao là lè lè? Ăn mặc nó màu mè mà nó không có logic. Nếu màu mè mà có logic thì có được không? Thì cái đó là đẹp rồi chị. Tại sao? Thí dụ như mè không có logic là sao? Như trên đỏ dưới cam, dép xanh rồi này kia vậy phải không? Chắc em nghĩ vậy. Bao lâu như em tiến tới hôn nhân được? Em thì dự định là hết năm sau. Nhanh dữ vậy? Dạ. Đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị thì đầy đủ. Nó ai chuẩn bị? Cũng gia đình chuẩn bị. Về ở chung với ba mẹ hay là ở riêng? Ở riêng chị. Ở riêng là có nhà cửa gì chưa? Hay là ở thuê? Dạ có nhà. Có nhà rồi. Nhà của em? Cũng ba mẹ để lại. À, cũng ba mẹ để lại. Đẹp trai mà làm gì ngốc. Tôi đang dòm đôi mắt thử coi có biết nói không, có truyền cảm xúc gì không. Mắt đó mà biết nói không là do đối tượng thôi chứ em không, biết nói chắc mệt à. Tôi biết rồi, tôi truyền qua đây lại, truyền điện giùm. Nói chung là hôm nay trai tài gái sắc. À, khoan, bạn nữ khi nào mà tiến tới hôn nhân được? Dạ, 2 năm. 2 năm, nhưng mà bạn trai muốn năm sau rồi, ý em sao? Bạn bạn sao đi chị. Rồi ok, hôm nay mình đi có bạn, có người nhà đi theo không? Dạ, em có bạn thân. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Thân cỡ nào bạn? Không, tụi em chơi với nhau được 4 năm nay rồi. Vậy là hiểu nhau lắm rồi ha. Dạ vâng. Sao em thấy anh này mắt đẹp không? Dạ, cũng bình thường. Nhưng mà em thấy anh cao to, rất là body. Đúng với sở thích mà Kim Cương thích luôn ạ. Dạ, bạn... cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Dạ, em đi với chú và mấy anh đồng nghiệp. Chào chú. Mình là chú của Huy. Dạ. Bây giờ xin lỗi anh Quyền Linh với chị Cát Tường cho em hỏi bạn bên đây được không? Dạ, dạ. Chào chú. Bây giờ nó luôn là Huy. Ba mẹ đã mất Huy lúc Huy còn nhỏ. Dạ. Cho nên Huy sống với chú tính ra là cũng mười mấy năm nay. Từ lúc Huy lên Sài Gòn chú sống với chú ở đây. Chú nuôi Huy từ nhỏ đến lớn. Ba Huy xưa cũng là một cán bộ. Rồi bệnh mất. Rồi mẹ Huy cũng mới mất đây được 3 năm rồi. Dạ. Cũng mới vừa 3 năm xong. Thì muốn nói cháu biết là vấn đề là như vậy. Dạ. Còn vấn đề Huy, cha mẹ không còn chứ vẫn còn chú, còn bác, còn cô. Và Huy còn một người chị đã có gia đình. Cho nên không biết là cháu suy nghĩ với Huy như thế nào rồi. Quan trọng là hai người có hiểu nhau với lại mình có đồng cảm hay là chia sẻ với nhau đi tới đó hay không. Nếu cháu nói vậy thôi thì chú rất yên tâm. Dạ. Chú cảm ơn cháu. Dạ, dạ con chào chú. Cảm ơn chú. Xin chia buồn với Huy nha. Dạ. Thôi cái gì nó qua rồi. Quan trọng mình sẽ tìm được một cái nửa yêu thương của mình để cùng về chia sẻ trong những lúc buồn vui. Hay, bây giờ mình sẽ gặp nhau đi Huy nha. Dạ. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có vài phút để cảm nhận về nhau. Ừ. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn em. Anh nghĩ sao về em? Quá lộng lẫy luôn. Lộng lẫy nhưng mà không có lè loẹt nha. Đôi mắt sao em?
Nói vô không đến nỗi xấu. Ok, không đến nỗi xấu là cũng được. Anh có tập gym không? Không. Không hả? Anh chỉ thích đất với chơi thể thao thôi chứ tập nó người nó bự bự kỳ. Anh thích được nhiêu cái? Đó 15-20 cái vậy không? Thua em rồi. Thua em rồi. Trời ơi. Em học võ mà chị. Ôi. Có học võ nữa hả? Em học võ gì? Giờ hai bên đứng đất đua thử coi. Nhưng mà em thích được mấy cái? Em hả? Lúc trước thì 30, bây giờ nghỉ lâu rồi. 30 cái? Thầy bắt vậy á chị. Ờ, hồi đó giờ mấy bạn nam lên đây tôi bắt hết đất là 15-20 cái là hết sức rồi đó. Bây giờ còn hít được không? Em nghỉ lâu rồi. Nghỉ lâu bây giờ nhắm hít được cỡ nhiêu? Chắc 3 rồi. 30 mà xuống có 3 vậy. Anh có bài hát nào tặng em không? Anh hát dở lắm. Anh có gì tặng em không? Anh hít đất. Trời hít đất tặng. Chị hít đất tặng em trời. Chị không em? Kiểm tra sức khỏe cũng ổn lắm á em. Sao em gái? Thầy anh thôi. Hít mấy cái. Thì em, sức anh nhắm được nhiêu? Không, anh hít chừng 15-20 cái à. Ngừng. Đừng cố nha. Chị từng đếm giùm em ấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 chục. Được rồi, thôi đủ chuẩn. Hợp lý. Trời, chưa thấy ai lần đầu tiên tặng quà bạn gái. Quà. Cái này là em tự tặng nha chị, không có ép mà nha. Quà này lạ quá, chắc không đòi được quá. Thôi bây giờ mình tính cái chuyện hẹn hò lãng mạn, tính cái chuyện hôn nhân ở bên đây người ta đòi tới 2 năm đó. Mà sao thương lượng vụ đó đi. Thầy em mới 23. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 24. 24. Thế cũng trẻ mà. Trẻ nhưng mà tại gia đình hoàn cảnh á, thế là anh cứ sống mình và anh buồn. Trải qua cũng nhiều mối tình rồi, cho nên là xác định là hôn nhân luôn. Nhưng mà em muốn đi chơi là yêu dài dài cho lãng mạn. Không cưới về em yêu tiếp vẫn được mà đâu có gì đâu. Thôi đàn ông nói vậy chứ cưới về cái bắt đầu là hết chăm sóc người ta. Anh hứa em luôn. Anh hứa sao giờ, hứa lớn lớn, hứa đây có nhiều người em hứa coi. Anh đảm bảo với em là anh là một người đàn ông tốt. Nếu mà mình đến với nhau anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em hết sức khả năng của anh. Và sẽ không để em thất vọng một cái điều gì. Chào bạn gái cảm nhận như thế nào? Thầy sau 3 giây sẽ biết chị. Thôi. Hết thời gian. Chờ 3 giây. Chúng ta biết kết quả sau 3 giây đi anh. Để tay gì nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 giây nhé. Lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Hãy sống thật với bản thân mình. 1 2 3 Rồi, mẹ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Hôm nay có chú đến dự, tôi nghĩ rằng chú cũng rất là vui trong giây phút này. Nói gì với chú đi. Con chúc chú sức khỏe. Với lại cảm ơn chú đã nuôi anh Huy. Nên có bạn đang đứng ở đây và tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Huy nói gì chú đi trong giây phút này. Hôm nay có chú và các anh em đồng nghiệp tới tham dự thì thật ra em rất là vui mừng. Nhìn chú đó, là một người rất là phúc hậu ha. Rất là tốt, phải nói là cảm ơn công nuôi dưỡng của chú rất là nhiều. Chú cũng mong muốn rằng hai cháu sẽ hạnh phúc. Nhớ nha, đừng có làm gì chú buồn nha. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Đây, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em chào người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn. Quá dữ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Văn Thảo. Năm nay 29 tuổi, hiện tại em đang làm thiết kế nấn cho công ty bao bì. Em đang sống và làm việc tại Củ Chi. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê gốc em thì ở ngoài miền Trung, nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi. Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình vậy, em mới mua năm ngoái. Rồi em làm gì mà em mua nhà được giỏi vậy? Cũng gặp hên nhiều. Ta làm gì hỏi người ta chi, biết hỏi cho biết mặt trước làm. Được. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập, em 22 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Tobica. Em quê ở Củ Chi ạ. Ồ. Nếu bây giờ mình tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được?
Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ. Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi. Bạn nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở một mình buồn. Anh có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, chia tay cũng lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Dạ. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. Em chỉ cần bình thường chút thôi. Dạ, em diễn tả đi, em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng của em không? Em diễn tả. Dạ, giống Nhã Phương chút. Ừ, hồi cũng thấp quá hả? Dạ. Bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Trung thực, không biết nói dối, không phải là người gia trưởng và phải biết quan tâm chia sẻ việc nhà với lại người vợ của mình. Ồ, bạn trai có biết làm việc nhà không bạn? Em tự làm, không có ai làm đâu chị. Dạ như vậy tốt quá. Rồi, còn cái gì bạn không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Còn thuốc không? Dạ có. Lúc mà em làm việc áp lực với lại nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút. Thì mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh bỏ hút luôn. Một ngày mấy gói anh? Một ngày nửa gói em. À, hơi nhiều á. Em có thích bạn trai nhậu nhiều không? Dạ em cũng không xét quá sắc nét, có thể nhậu với em được. Nhậu với em được. Ủa em muốn được mấy chai? Một chai luôn. Một chai hả? Chai rượu hay chai bia? Chai bia. Trời ơi, có một chai mà rủ người ta nhậu hết hồn, tưởng đâu nhậu được nhiều. Mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em? Có hay đi chơi với bạn với bè bên ngoài cà phê, ca hát gì không? Dạ bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị trong công ty. Dạ, vậy là hát hay lắm phải không? Dạ em cũng từng là cây văn nghệ của lớp. Ồ, vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền. Em hát một đoạn thôi nha. Được rồi, đứng lên hát, mình biểu diễn luôn em. Mình một cây văn nghệ mà. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng đăng ly. Chào anh ạ. Hay quá. Cảm ơn em. Giọng hát rất là trong sáng ha, ngọt ngào ha. Dạ em thích hát. Thích hát hả? Dạ thích quẩy nữa. Được, nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao? Do bản thân ảnh là không chịu sửa thôi, chứ em nếu quyết tâm sửa thì sẽ được. Muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em không ngửi được mùi thuốc. Cái này quan trọng lắm em. Cô ấy không ngửi được mùi thuốc. Nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em. Em bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Được ha, được, được. Mừng quá. Tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó. Sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà rồi, đẹp dễ thương nữa. Lắm rồi nha. Mà cổ quẩy lắm nha. Anh có sức quẩy với cổ không? Nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được. Quẩy kiểu sao là hợp? Đâu thử làm cái giống cổ không? Làm thử cút mà được không? Làm cút còn quẩy được không? Đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên thì bạn. Đứng lên tôi đứng với bạn. Bình thường. Đứng lên. Nào tự tin lên, trời ơi đàn ông mà. Đúng rồi. Vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng rồi nhảy rồi từng à. Rồi bắt đầu. Gặp em từ buổi xem nhạc mấy luôn. Giọng ca ngọt thêm xiết bao, lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào. Từ khi hát vậy tôi không biết sao quẩy luôn á. Quẩy là quẩy thì sao? Thôi ngồi xuống đi. Không hát dễ thương. Hát bây giờ vậy nè, chút xíu nữa đấy. Mà kéo màn lên là cô bên này cũng hát. Rồi anh phải quẩy. Chết chết mắt tôi chi. Áp lực à, áp lực à. Mà sao móng tay để chi dài vậy anh? Em chưa kịp cắt. Về kêu anh cắt móng tay nha Cương. Dạ. Trời ơi, thằng ông để móng tay dài. Mình, đi với ai? Dạ em đi với chú. Gặp chú một cái coi. Dạ xin chào Quỳnh Linh, xin chào Cát Tường. Chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú? Hai chú cháu đi từ Củ Chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là đúng là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là toại nguyện. Đối với tôi là thấy rất là ok. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thấy chú nói chưa, ông trời ban cho đó. Bạn gái bên đây mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ. Ồ, có ba nữa hả? Đâu ba đâu ạ? Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường với anh em khán giả đây á. Thì nói về em trai này á, 29 tuổi là rất là chững chạc. Tướng thì cũng lịch sự, nói chuyện là dễ thương thì cũng ok rồi. Chú cũng chấp nhận là hai cháu quen nhau. Dạ con cảm ơn bác. Bác góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chuyện. Mình đàn ông lớn xíu rồi con. Đàn ông nói chuyện lớn tiếng lên. Đúng rồi, đục rè quá. Dạ con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em.
Và nếu như mà được tìm hiểu em lâu dài thì con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em. Cảm ơn con. Thôi, cảm ơn hai ba gia đình. Bây giờ là chúng ta gặp nhau nha. Cảm không áp lực gì hết trơn á nha. Còn áp lực không? Dạ còn. Còn nữa nha. Ba dưới đang để ý đó, nói lớn lên đó. Thôi là không có gả con đâu. Dạ anh Thảo ạ. À, dạ, anh có món quà. Món quà này là anh tự tay làm. À, dạ. Còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua. Mở luôn, tôi coi coi. Là hộp không chứ không có gì trọng á. Trời ơi, trái tim. Mở nữa, mở luôn. Cái gì rách trái tim của người ta kìa. Son. Chắc là cây son. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Món quà này phải cất thành kỷ niệm nha em. Dạ. Đó, đẹp nhất trái tim tự tay làm. Không biết là nãy giờ trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ? Dạ. Em rất đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm. Nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ. Thì em cho anh cơ hội nhớ tên em lần nữa. Em tên là Thu Lập ạ. Rồi, cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận cô ấy như thế nào? Dạ, hoàn hảo chị. Giống như lời chú nói không? Dạ, giống. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cảm nhận anh là người là thân thiện, dễ gần. Hơi nhút nhát, hơi áp lực. Em rất ấn tượng đối với các bạn trai mà hát hay, biết đàn và biết chụp hình. Anh thì chụp hình dữ dằn. Tại vì anh làm bên thiết kế nấn á. Đa số là anh đi chụp hình về để xử lý hình ảnh. Nói anh em chụp hình đẹp lắm, chụp hình dữ dằn. Ví dụ hồi nãy mình nói cô này hát, anh này quẩy đi. Em mình trẻ đó, trung mình thấy. Mạnh mẽ chưa? Truyền qua cái sức sống quá trời. Chưa, nó mạnh mẽ nó lòng vậy. Nói... Lên đi, người ta đứng rồi mà mình không đứng. Thôi ý à, sắp tới em tính làm gì? Đứng lên đi, đứng quả cho người ta, nhảy nhót luôn. Đúng rồi mới được à. Anh không biết làm gì luôn á. Anh chỉ cần nghe được rồi, em cần người lắng nghe nhiều hơn. Dạ. Để em nói vậy đi, dễ chị Cát Tường chặt chém anh. À, em hát xong thì anh trả lời nhé. Trả lời. Tại vì cái câu hát này vừa là câu hát và là vừa là lời nói luôn. Dạ. Gắm tâm sự đó. Dạ. Hứa đi anh, hứa với em nhé anh, sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em. Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung tình, anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau. Dạ hết rồi em. Anh, cái anh... điều đó anh có hứa được không ạ? Việc anh hứa thì anh sẽ hứa. Quề dốt. Không, hai bạn ngồi xuống đi. Thôi về chỗ ngồi. Thôi bây giờ mình tỏ tình đi. Nói tận đáy lòng của mình bạn trai nha. Anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em có một bờ vai vững chắc. Anh chỉ muốn là em tiếp nhận, em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện. Được. Hay quá. Tên gì? Bạn gái tên gì? Nhớ không? Dạ, bạn gái tên được. Lập. Cái gì? Cái gì Lập? Em quên cũng. Thôi cũng có vớt giác em nhớ được tên Lập. Nhớ tên là được. Thu Lập. Dạ. Nha. Dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha. Đặt tay lên nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ, không bởi bị tác động bởi bất cứ một điều gì cả. Không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy. 1 2 3. Hết thời gian. Giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Thở vào nhẹ nhõm. Nắm tay nhau đi. Tay mắm